Sau một ngày làm việc tất bật, chúng tôi lại bước vào thế giới riêng của mình. Nơi chúng tôi có thể hóa thành bất cứ ai. Kết nối với những người bạn mới. Để cùng nhau tận hưởng những phút giây thư giãn, hào hứng kịch tính và niềm vui chiến thắng tột cùng. Thế giới đang ngày càng mở rộng và những bất ngờ thú vị đang chờ đợi phía trước. Lao Son, game MMORPG 3D chuyển sinh thế giới fantasy, tải ngay trên App Store hoặc Google Play.